tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Phấn Bướm của tác giả nhà văn Hồ Trường An. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 4, tập cuối. Giờ đây, ba bị tù đầy ở xa. Sự can đảm, sự biết chế ngự tình cảm của má gây cho cảnh nhà một không khí ấm áp. Phương Tần mơ một ngày nào đó ba sẽ được phóng thích trước khi chị em nàng đi lấy chồng. Nàng sẽ khuyến khích Mỹ Cần viết một cuốn tiểu thuyết về gia đình mình. Trong đó dù mỗi người có một chí hướng, một giấc mộng riêng, nhưng cùng có một điểm chung, niềm tương ái. Chuyện phải khởi đầu từ một khung cảnh thơ mộng, tươi mát, một nội cỏ thiên đường có bốn nàng ngọc nữ xinh xinh. Tối tối quây quần bên ô trầu bà ngoại, đôi mắt trong ngời chìm đắm vào những khung cảnh huy hoàng trong cổ tích thần thoại. Rồi bốn nàng ngọc nữ đó lớn lên, da dẻ vẫn mơn mởn, mịn màng, nhưng tầm dốc to lớn hơn, mái tóc cài lượt đồi mồi dài hơn. Bốn nàng trở thành nàng xuân nữ, không còn mê chuyện cổ tích mà mê loại sách hồng của bà Comtesse de Ségur, mê thơ trữ tình, thích viết lưu bút, nhật ký. Đôi lúc Phương Tần mỉm cười, viết tiểu thuyết theo điều đó, eo ơi chán quá. Đường đời đâu có thoải mái như trải thảm nhung được. Bốn chị em nàng vẫn mặc vải bô, má phải gói ghém trong việc chợ búa, nấu nướng. Cả nhà còn hy vọng một hoàn cảnh đổi mới. Có ai bằng lòng hoàn cảnh hiện tại khi mà ba còn ở trong vòng quản thúc? Mỹ Cần phải dàn xếp thế nào để cuốn tiểu thuyết đó là phản ảnh một chặng đường của gia đình nàng? Cuốn tiểu thuyết đó không có kỳ hoa dị thảo, gấm dốc chói chang, ngọc vàng rực rỡ, nhưng sẽ có tình thương yêu thắp sáng, biến bốn chị em thành những thần nữ trong một thế giới riêng biệt, thế giới của hòa điệu cảm thông. Comtesse de Ségur. Phương Tần chợt mỉm cười khi hình dung đến một bà già tốt bụng, yêu con cháu và tâm hồn rợn ngập niềm thi vị tươi mát. Truyện cổ tích do bà viết ra hầu hết là dành cho các cháu gái đọc. Charles Perrault cũng viết cổ tích nhưng nhắm vào óc hoạt động phiêu lưu của các bé trai hơn. Bởi đó, trong các truyện cổ tích của bà công tước thơ mộng kia, các cô gái thích làm đỡm như lệ phỉ, có thể tìm gặp những tấm áo sa, áo gấm lộng lẫy, những châu ngọc sáng ngời, mỗi viên nếu không lớn như trái tuyết lê thì cũng cỡ quả trứng gà, trái nho. Phương Tần rất thích trẻ em, mẫu tính nàng phát triển quá sớm, yêu thiếu nhi là phải nghĩ tới vấn đề giáo dục chúng. Hồi nàng 8 tuổi, nàng được ba giáo dục trong môi trường thiên nhiên. Nàng theo ba hái rau, trồng cây cảnh, thăm ruộng. Không bao giờ ba dạy nàng câu cá, bẫy chim. Ba muốn tránh cho con gái cảnh tàn sát. Ôi chao, ba hùng tráng ham hoạt động biết bao. Nụ cười của ba cũng tươi như nụ cười của cảnh, nhưng ở khuôn mặt ba còn toát vẻ trí thức nữa. Nghĩ tới ba, nàng lại liên tưởng đến bác hai Khương trai. Hình như thuở còn sinh tiền bác đẹp trai, nét mặt thanh tú, nhưng có vẻ hơi yếu đuối. Cũng thích chơi đánh bóng bàn, quần vợt như ba, nhưng trông bác có vẻ mong manh thế nào. Bác rất yêu Phương Tần và thường bảo cô cháu gái: cháu biết chứ, bác được sinh trong gia đình quyền quý, được cưng chiều, được nuôi dưỡng trong môi trường đàn bà con gái. Không ai cho bác bước ra khỏi nhà vì sợ bác gặp nắng nôi gió mái. Hễ khi bác ấm đầu sổ mũi là thuốc tây, thuốc ta, y sĩ, thầy lang phục dịch tới tấp. Cháu phải theo ba cháu thử ngoạn cảnh vật thiên nhiên, hít thở không khí trong lành. Đừng như bác sống cách biệt thiên nhiên, suốt đời eo uột vì bệnh hoạn. Bởi đó Phương Tần thường quan niệm giáo dục trẻ em trước hết dạy chúng yêu thiên nhiên, yêu hoạt động, sau đó dạy chúng nhìn đời qua khía cạnh tốt, giữ mãi niềm lạc quan. Viết chuyện cho thiếu nhi là phải nghĩ đến vấn đề giáo dục. Phương Tần đôi khi nghĩ mình có thể viết những chuyện cổ tích để mai sau dành cho con cháu nàng, nhưng đã viết thì phải bịa thêm, chứ không phải chỉ biên chép suông mà thôi. Nàng không có tài bìa và cũng không có năng khiếu biên chép, nên khó thực hiện mơ ước đó thôi. Tuy nhiên,
Ngoài vấn đề giáo dục trẻ con yêu thiên nhiên, ham hoạt động, nhìn đời qua khía cạnh tốt, giữ mãi niềm lạc quan, nàng lại phải dạy chúng yêu giang sơn cẩm tú và chủng tộc đồng bào. Trong cổ tích Việt Nam, phần nhiều gia nhân, sĩ phu, anh hùng đều xuất thân từ lớp nông dân, lớp người sơn cước. Nàng Út trồng dưa, Dương Ngọc trồng khoai, Thạch Sanh đốn củi, nàng Cấm chăn trâu, Trần Minh cũng chăn trâu. Qua hình ảnh của họ, nàng như thấy rõ cả cuộc sống dân quê miền Nam cùng hình ảnh đồng ruộng miền Nam. Bà nội thấy Phương Tần còn thức khuya ngồi thêu, bà mon men đến bàn tròn, kéo ghế ngồi cạnh nàng. Phương Tần hỏi: "Sao nội chưa ngủ?" Bà nội không trả lời nàng, vẻ hậm hực: "Cháu thấy đó, ông của cháu nuôi dạy con Cần theo cách nuôi dạy con trai. Càng lớn lên nó càng ngang ngược, tuy lầm lì ít nói, nhưng khi nó làm chuyện gì thì động trời chuyện đó." Phương Tần nói: "Nó còn trẻ con, hiếu thắng, hiếu chiến, phải dạy dỗ uốn nắn nó từ bây giờ là vừa. Có đời nào học trò dám cãi cọ với thầy một cách hỗn sự như thế không? Ông mày dạy nó chữ nho và thi phú, chứ không dạy nó noi theo gương sáng của thánh hiền." Trong các cháu gái, bà nội yêu Lệ Phỉ nhất, vì Lệ Phỉ giống bà. Bà nể nang Phương Tần vì Phương Tần thùy mị, đoan trang, cư xử đứng đắn, nên có chuyện gì bà cũng bàn bạc với nàng. Phương Tần ngừng kim bảo: "Khuya rồi, xin họ đi nghỉ, mọi việc sẽ được dàn xếp ổn thỏa. Chắc má con đã thuật cho nội nghe rồi." "Thì tao còn mong muốn gì hơn? Ngặt một điều, dù nó khỏi bị đuổi khỏi trường, nhưng tiếng dữ sẽ đồn xa. Con gái mà cương cường quá, mai sau khó lấy chồng. Má mày không dám dạy nó vì có ông nội mày bắt thang cho nó leo. Tao cũng chịu thua. Mai sau con Cần sẽ làm nặc nô, chém lộn mướn để lấy tiền về nuôi ông mày. Lưỡi tao vắng, tao không nói lại ông mày, nên chẳng biết làm sao hơn. Con nhỏ đó ương ngạnh, mày dỗ ngọn nó thử xem nó có hồi tâm chăng?" Bà nội uể oải về buồng riêng. Phương Tần nhìn sững ngọn đèn, nghĩ ngợi xa xôi. Đêm đã khuya, ở phòng bên, tiếng cười giòn tan của Diễm Lăng vang lộng. Diễm Lăng nói to: "Thằng nào phải có gan cốc tía mới dám dè dãn con Cần. Mặt con nữ tặc này có cô hồn, mỗi khi nó trợn mắt một cái là cô cậu chạy trối chết." Tiếng sập dì nhỏ nhẹ, dịu dàng: "Mắt Cần đẹp đó chứ, nhìn xa như hai chấm nhung." Lệ Phỉ nói: "Ừ, mắt nó đẹp thật, miễn là nó đừng quắt mắt trợn mắt." Tiếng Diễm Lăng vẫn déo giòn: "Nghe chưa Cần, mày đừng quắt mắt trợn mắt. Mày thử tống tình một cái cho chị Phỉ xem nào." Chương 9. Mỹ Cần khỏi bị đuổi ra khỏi trường và chỉ bị cấm túc trong 4 cái Chúa Nhật. Đây là tin mừng cho cả nhà. Bà nội bảo má và Phương Tần: "Tao có vái chư vị khuất mày khuất mặt cho nó khỏi bị nhà trường tống cổ. Sẽ cúng một con vịt. Má con bay nhớ làm một con vịt cho tao. Và nhớ làm dặm thêm một món gì ngon đó, để cả nhà ăn mừng luôn thể. Một con vịt không đủ 7 miệng ăn đâu." Bà nội đưa cho má 20 đồng, sắc mặt hân hoan rạng rỡ. Tuy mừng nhưng thấy mặt Mỹ Cần cứ tỉnh bơ, bà nội càng thêm tức tối, rên với má: "Con coi đó, con nhỏ đó nó cứ tỉnh queo à. Con hỏi coi nó muốn gì. Nếu nó không chịu trả lời, má sẽ hỏi thầy con cho ra lẽ. Hay là ông cháu nó toa rập để làm loạn." Má càng giáng: "Thì lúc nào mà nó chẳng như vậy. Thiệt tình con cũng chẳng biết nó muốn gì. Con đó ưa phan lời lẽ sổ sàng cọc lóc, ai mà đỡ cho kịp. Nó lớn rồi, đánh nó cũng không ổn." Bà nội buồn cười: "Ai mà xui con đánh nó, cứ dỗ ngọt nó coi sao." Bà nội thật tình vẫn yêu Mỹ Cần, vừa yêu lại vừa sợ. Ở cô gái như toát ra vẻ uy quyền, bướng bỉnh, chính trực. Ai nhìn mắt của cô cũng thấy sắc sảo, soi mói, làm người đối diện phải nể nang. Má đề nghị: "Thì má nhờ thầy con hỏi coi nó có tiện hơn không. Hai ông cháu tương đắc với nhau lắm mà." Lệ Phỉ bỗng chạy vào mách: "Thưa bà, thưa má, nghe tin con Cần không bị đuổi học, ông con cho nó 5 đồng. Nó chỉ giữ 1 đồng, còn 4 đồng chia đều cho anh Cảnh và tụi con."
Bà nội phì cười bảo má: Cái con nhỏ phạm tội tày trời như vậy mà ông nội nó lại tưởng như nó lập công gì lớn lao lắm nên mới thưởng nó như vậy. Lệ Phỉ tiếp tục tâu rỗi: Mới nãy nó qua nhà bác Hai báo tin bác đã cho nó một chậu bún bò. Rồi nàng kết luận: Con đó khùng nhưng hào hiệp bộc trực. Bà nội nổi giận gắt: Ai nói với mày là nó khùng? Chỉ sợ rồi đây mày theo không kịp nó. Lệ Phỉ bẽn lẽn rút lui. Má xách rổ đi chợ. Bà nội tìm cảnh hỏi thăm phản ứng học sinh trong trường về vụ Mỹ Cần ra sao. Vốn biết bà nội không ưa việc đảo lộn lễ giáo nên chàng không nói rõ Mỹ Cần được giới học sinh hoan hô sau vụ đó. Chàng bảo: Thưa bà, ai cũng nghĩ em Cần còn trẻ con nóng tính nên họ chẳng để tâm đâu. Bà nội gật đầu: Ừ, họ nghĩ thế cũng phải. Nó mới 15 tuổi thôi mà, có hiểu lễ nghĩa ra sao đâu. Tuy nhiên cháu như anh nó phải khuyên bảo nó ăn ở cư xử với người trên trước cho phải đạo. Bà chỉ sợ tiếng xấu đồn rộng chẳng những nó mà còn ba con chị nó mang tiếng chẳng lành. Cảnh nói xuôi: Dạ, để rồi cháu khuyên bảo em Cần. Mâm cúng thật bỉ bàn do tài chế biến của bố mẹ con. Chỉ có một con vịt, một mớ tôm thẻ, một con cá bông to. Má nấu cháo vịt, làm gỏi đu đủ, làm món cá hấp, rồi thoa mỡ hành để chấm mắm nêm. Khi mâm án bày ra bàn tròn, ông nội cho phép dâu và các cháu và Cảnh ngồi cùng bàn. Ông dặn: Hôm nay cả nhà phải ăn mừng ngày đại thắng của con Cần. Bà nội xa sầm nét mặt: Tôi xin ông, tôi lại ông, dầu gì người ta cũng là thầy, học trò hỗn láo ai mà khen. Ông nội mở tủ bếp phê lấy hũ rượu ngâm với Hoài Sơn và Thục Địa cùng ba cái ly pha lê, rồi rót rượu đầy ba ly, bảo: Cảnh và Cần cùng ly với ông nghe. Cảnh nhìn Phương Tần mỉm cười rồi thưa: Xin vâng lời ông, cháu cũng muốn uống một chút rượu hôm nay. Mỹ Cần điềm nhiên: Cháu cũng vậy. Bà nội nhìn má lắc đầu rồi nguýt chồng. Diễm Lăng mè nheo: Ông nội thiên vị con Cần ra mặt. Ông nội dò đầu Diễm Lăng: Thật tình cháu muốn uống rượu không? Diễm Lăng cười tít mắt: Không bao giờ cháu thích uống rượu cả. Cháu đâu có biết uống rượu. Nhưng sao ông ban rượu cho nó mà không ban luôn cho hai chị cháu và cho cháu? Ông nội cốc nhẹ lên đầu cô cháu tầm vóc bé nhỏ xinh xinh. Ông bảo: Ông biết Tần Phỉ và cháu không biết uống rượu nên ông không mời. Xấu quá, chỉ gì mà lại ganh tị với em. Ba ông cháu cụm ly rồi nhậu trước khi gấp thức ăn bỏ vào miệng. Mỹ Cần nhậu có vẻ sành sỏi lắm. Cô gái từ đầu năm thường lén lút uống rượu thừa của ông nội. Khi ông hay được, chẳng những không rầy rà mà còn đưa tiền để cháu mua lạc rang, trứng lộn, khô mực về để đối ẩm với cháu. Nhưng ông nội chỉ nhậu chừng mực và cứ mỗi lần đối ẩm với cháu, ông chỉ cho phép Mỹ Cần nhậu hai cúc rượu mà thôi. Hôm nay chỉ nhậu hai cúc, sắc mặt Mỹ Cần chỉ hơi đỏ ửng ở máu, vành tai vẫn trắng, trong khi đó mặt Cảnh như mặt trời mới mọc. Bà nội và má nhìn nhau, không biết nên khen Mỹ Cần hay không nữa. Ba ông cháu chỉ uống sương sương mà thôi. Ông nội bảo: Bà nó và con ba có biết tại sao con Cần nhổ giò mau lớn và lớn vượt cả tầm dốc con Lăng hay không? Đó là nhờ rượu bổ đó. Nếu không nó lùn và tái xanh như mắm. Má vốn thiệt thà tin ngay. Chính ra ông nội nói đùa, nhưng sau khi nói đùa, ông lại nghĩ có lẽ mình nói đúng 100%. Chưa đầy một năm, Mỹ Cần lớn mau như thổi, da mịn màng, tóc mung quyền ống mượt, mắt ngời ngời sáng. Ai còn dám bảo cháu út của ông xấu xí nữa? Nếu không nhờ rượu bổ thì chẳng lẽ nhờ cơm gạo hẫm và cá mắm hay sao? Mâm cơm trở nên vui vì ông nội cởi mở. Bà nội nghĩ tới năm học này Mỹ Cần cũng lãnh phần thưởng nên cũng dẹp bất bình qua một bên. Mỹ Cần bảo ông nội: Chưa bao giờ cháu say thực sự cả. Dù sao có rượu ăn cơm mới ngon hơn. Lệ Phỉ cười: Thưa ông, con Cần ăn gấp đôi chị em cháu. Ông nội bảo: Không bao giờ ông cho em cháu say cả. Mà nói cho cùng, Mỹ Cần tuy còn nhỏ tuổi mà biết tiết giảm cảm hứng, không buông trớn xa đà. Nó chỉ nói điều gì mà nó nghĩ là đúng, và khi nó nói ra rồi nó không đổi ý kiến bao giờ.
bà nội xích lên: "Quạt nó thêm nữa đi, để cho nó bay bổng lên chín tầng trời, rồi thì nó mục hạ vô nhân, xem thiên hạ như cỏ rác." Chú thích: mục hạ vô nhân, hàm ý là xem thường mọi người. Hết chú thích. Ông nội chỉ cười hề hề, đảo mắt nhìn Cảnh và các cháu, rồi bảo dâu: "Hề hề, thầy rất mừng có các cháu nội gái ngoan ngoãn. Con Tần xứng đáng là người chị gương mẫu, nên lũ em nó mới được như vậy. Còn cháu Cảnh đây chăm học, chăm giúp việc nhà, lại hòa nhã khiêm tốn. Con người như thế này trước sau gì cũng làm nên." Má dè dặt: "Thưa thầy, các cháu còn nhỏ dại, phải khuyên răn chúng nó hơn là đề cao chúng nó. Chị hai con cũng đã góp phần không nhỏ trong việc dạy dỗ chúng." Cơm nước xong, Diễm lăn xuống bếp hâm lại son cá lóc kho tiêu. Chợt thấy nồi canh chua hãy còn một khứa cá lóc, nàng nếm thử, gật gù rồi rảo bước ra ngoài vườn hái một mớ lá giấm. Xong nàng trở về bếp, bắt nồi canh chua lên bếp lửa, thêm vào nồi một ít tôm lột vỏ, mớ lá giấm vừa hái. Nồi canh chua như thế là tươm tất, sực nước mùi lá rau ôm thái nhuyễn, điểm lấm tấm những khoanh ớt sắc mỏng. Diễm Lăng múc canh ra tô sành lớn, xớt cá ra cái dĩa trệt, rồi đặt tất cả vào mâm cây, bưng ra ngoài trải lá cho sập dì. Má đang ngồi nói chuyện với thím Sáu nếp thang bên chiếc chõng tre dành cho sập dì, thấy con gái liền tươi cười: "Con gái tôi lại làm khéo đây, con định cho sập dì ăn món gì đó?" Diễm Lăng bảo: "Canh hiền, cá kho lành, chị sập dì ăn hai món này là bớt ho." Tối nay sập dì không làm cử rét nhưng có vẻ mệt mỏi. Diễm Lăng tự tiện dở các món ăn của thím Sáu nếp thang đặt trên chiếc mâm cây vuông, kêu lên: "Cá lòng tâm kho khô ăn ngon lắm, nhưng chị sập dì đang ho phải cử kiêng, lại còn canh khoai môn nấu tép nữa, ăn vào khó tiêu đó. Chị sập dì đang đau ốm miệng đắng, phải ăn canh chua của em là hợp khẩu." Sập dì nói xuôi: "Tôi đang nghĩ tới thức ăn chua như nem, cóc, khế, chùm ruột, thì Diễm Lăng đem canh chua lại." Thím Sáu nếp thang bảo má: "Chòm sớm đồn cháu Lăng tốt bụng, quá thật không sai." Má cười phơi phới rồi bảo: "Có những điều mà tôi vừa nghĩ tới là Diễm Lăng đã làm rồi. Tuy nhiên cháu sập dì bận này phải trị tuyệt nọc rét, phải uống mỗi ngày 2 viên Nivakina, cứ như vậy trong 2 tuần. Thím Sáu nếp thang xới cơm cho sập dì. Quả thực sập dì ăn ngon miệng. Má vui vẻ bảo thím Sáu nếp thang: "Thím vui vẻ hiền lành, nên trời Phật thưởng cho chú thím một cô con gái có cốt cách một cô thiên kim tiểu thơ. Mai sau chú thím có thể nhờ cô ấy." Sập dì thưa: "Chả ơn cha mẹ đâu chưa thấy, mà cháu chỉ thấy cứ báo cô cha mẹ luôn." Má an ủi: "Xong có khúc, người có lúc cháu ơi. Nay mai cháu bình phục sẽ kiếm việc gì làm để đỡ đần má cháu." Thím Sáu nếp thang nói: "Em có khuyên nó, nếu có bệnh thì nằm dưỡng bệnh, đừng có nghĩ ngợi lâu thôi. Nhưng nó có chịu nghe em đâu, bởi đó bệnh cứ dây dưa hoài." Khi Diễm Lăng trở về nhà dưới thì Phương Tần rỉ tai: "Có Liên Hương đem bà mẹ và ông anh cô ta qua viếng nhà và thăm em cùng Mỹ Cần đó. Ông bà nội đang tiếp bà má ở trung đường, để chị mời má về và lo phần trà nước." "Để em mời má cho." Phương Tần mỉm cười nhìn em. Liên Hương có người anh là Lưu Dũng, cũng được nhà trường chọn đóng vai anh hùng, dũng sĩ trong các tuồng giả sử. Lưu Dũng không đẹp trai như Cảnh, nhưng hùng tráng hơn Cảnh. Khuôn mặt một khi hóa trang là trông tươi sáng hẳn ra. Tầm dốc Lưu Dũng cũng cao lớn cỡ tầm dốc Cảnh, nhưng vạm vỡ hơn. Có lẽ nhờ vậy mà Lưu Dũng xem có vẻ hiên ngang hơn Cảnh. Khuôn mặt của Lưu Dũng dành cho nam phái, rủi thay Liên Hương lại giống anh nên không thể đẹp được. Nhưng trời đền bù Liên Hương tài ăn mặc quá trang. Liên Hương lớn tuổi nhất lớp, đã 18 tuổi mà còn ngồi đề thất. Thời buổi loạn lạc, học sinh phần nhiều học trễ. Liên Hương biết tỉa cặp mày, biết uống mái tóc cho hợp với khuôn mặt, biết lựa màu áo phù hợp với nước da ngâm, biết gò gẫm tướng đi khoan thai, uyển chuyển, biết khai thác giọng nói trong ấm của mình nên cũng đỡ xấu. Từ lâu, Phương Tần biết bà mẹ của Lưu Dũng thường lân la khắp nơi để đi xem mắt vợ cho cậu con trai cưng. Lưu Dũng có một sở thích khác hơn đa số nam sinh trường cao tiểu Vĩnh Long. Chàng không tha thiết đến Phương Tần
vì chàng yên chí nàng sẽ là bạn trăm năm của Cảnh. Chàng không thích Lệ Phỉ vì Lệ Phỉ ác quá, sắc sảo quá, hồ mỹ quá. Ở Phương Tần và Lệ Phỉ, cái đẹp cổ điển khuôn thước vừa chạm mặt là nhận ra ngay. Chàng thích cái vẻ đẹp tiềm ẩn, càng khám phá ra là càng thấy cái đẹp đó mặn mà, quyến rũ. Cái gu của chàng như thế đó. Nhưng các bạn của chàng không bao giờ biết. Họ tự hỏi Lưu Dũng có nhiều ưu thế để gần gũi Lệ Phỉ, Phương Tần trong phạm vi văn nghệ nhà trường. Vậy mà chàng cứ tỉnh bơ. Xem phim ảnh ở Cine Sole, chàng không mấy thích cái đẹp mịn màng ống ả của Josette, Joan Fontaine, Elizabeth Taylor. Chàng lại chọn Regina, Jennifer Jones với gò má cao hoặc mắt hơi xếch, khuôn mặt có vài nét gãy. Lệ Phỉ cho rằng Lưu Dũng mặt ngoài làm bộ lạnh lùng với nàng là do tánh kiêu kỳ. Rồi đây sẽ có ngày chàng quỳ dưới chân nàng để ăn mày tình yêu. Phương Tần thì nghĩ Lưu Dũng đã có người yêu ở nơi khác. Vụ cải lý của Mỹ Cần làm chấn động với học sinh trong trường. Qua sự tán tụng của Liên Hương về Diễm Lăng và Mỹ Cần, Lưu Dũng bỗng chú ý hai cô bạn gái cùng lớp với em chàng. Diễm Lăng mũm mĩm gợi nên hình ảnh cô tiên bé bỏng ngoan lành. Mới nhìn vào là chàng cảm thấy yêu thương tràn ngập rồi. Và Mỹ Cần tuy chưa tới tuổi thanh niên, nhưng khuôn mặt đó chắc chắn sẽ có nét quyến rũ phù hợp với gu của chàng. Tìm về phía hai cô em có phải dễ dàng hơn không? Tội tình gì chàng phải đeo đuổi hai cô chị, phải cạnh tranh với bao nhiêu người. Bà giáo Sang mẹ chàng hôm nay muốn đến thăm Mỹ Cần vì lòng ngưỡng mộ hơn là vì muốn đi chọn vợ cho con. Lệ Phỉ vừa nghe nói có mẹ con Lưu Dũng đến là mượn cớ nhức đầu bỏ vào buồng nằm giả dười. Cảnh mời Lưu Dũng và Liên Hương đi ra sân hóng mát để người lớn nói chuyện thông thả hơn. Sân gạch đẫm đầy ánh trăng, cây hoàng lan ngã bóng đen thẫm về phía hàng bồn ản chứa nước mưa. Lưu Dũng kề tai Cảnh. Hai con em vợ của mày kháu khỉnh lắm đó. Tao chưa biết chọn con nào, để chuyện giảng với chúng nó xem sao đã. Cảnh thấp giọng nói nhảm, cần mà nghe được là mày lãnh đủ cái tát tai. Ừ, có thể là tao mê con bé đó. Và chàng chỉ vầng trăng bạc đang cài trên nóc lẫm lúa. Nó lạnh lùng như vầng trăng kia. Trong lúc Cảnh và Lưu Dũng sống bước bên nhau thì Diễm Lăng và Mỹ Cần cười giỡn khúc khích với Liên Hương. Diễm Lăng giả bộ hỏi, bác gái dắt anh Lưu Dũng và mày qua đây có chuyện gì vậy? Liên Hương lắc đầu, có chuyện gì đâu, má tao muốn qua đây gặp Mỹ Cần vì bà cụ vừa nghe chuyện đó, có vẻ ái mộ con bé lắm đó. Mỹ Cần lần đầu tiên cảm thấy hơi thẹn, không hiểu vì sao. Lưu Dũng cùng Cảnh tiến lại đám thiếu nữ. Các cô đi về phía thềm nhà, ngồi bên thềm. Mùi ngọc lan và hoàng lan thoảng nhẹ trong không khí, quyện hơi sương mát. Lưu Dũng hỏi, Lăng và Cần hồi học tiểu học đã xem anh trình diễn trên sân khấu mấy lần? Diễm Lăng liến thoắng, hai lần, nhưng em quên anh đóng tuồng gì rồi, trí óc em đến hỏng. Mỹ Cần giọng chững chạc, từ khi vào trường cao tiểu cho đến nay anh chỉ đóng có hai tuồng, anh cứ thủ vai kép hùng luôn hà. Năm nay anh thử đóng vai kép độc xem sao. Chẳng hạn như ai đó soạn tuồng Ngô Dương Quyền, anh nhường vai Ngô Dương Quyền cho anh Cảnh, còn anh đóng vai Kiều Công Tiện thử xem nào. Lưu Dũng lơ đãng, cái đó là do nhà trường xếp đặt các vai trò. Cảnh cười, anh không lên sân khấu đâu, anh không có năng khiếu đối với nghệ thuật trình diễn. Lưu Dũng nói, cứ tham gia vào ban văn nghệ nhà trường đi, chúng ta đâu phải chuyên nghiệp mà sợ lời bình phẩm nọ kia. Mỹ Cần nói, nhưng anh diễn xuất có nét nhà nghề đó anh Lưu Dũng à. Lưu Dũng nói với hai chị em, Liên Hương có bảo với anh rằng Phương Tần và Lệ Phỉ còn có hai cô em nữa, gần cả niên học rồi anh không để ý, giờ mới được gặp, rõ thật chị nào em nấy. Diễm Lăng cười, lại sắp dở giọng ga lăng ra đó hả? Mỹ Cần lạnh lùng, em không phải là phản ánh chị Tần, không phải cùng một cái khuôn với chị Phỉ, và cũng không phải là bản sao của chị Lăng. Lưu Dũng nghĩ thầm, con bé nói chuyện bắt mình muốn hôn nó, hèn nào anh Hoa nó chẳng sớm phát tiết ra ngoài, làm cả trường nể mặt nó. Diễm Lăng đùa, trong hàng tứ linh chị Tần là con rồng, chị Phỉ là con phụng, con Cần là con lân, còn em, thôi để em làm con rùa nai lưng ra đỡ cái bia văn trong đền văn thánh, hoặc cổng con hạt trong đình làng. Lưu Dũng cười, anh cũng tự hỏi xem ai có diễm phúc làm cái bia văn,
hoặc làm con hạt đây. Cảnh bực mình: các người chơi chữ hăng làm tôi khờ câm đây. Lưu Dũng lại nói: làm con rùa đội bi văn là phải dành cho Mỹ Cần đúng hơn. Tao nghe Liên Hương nói Mỹ Cần đang khổ công học tập chữ Nho, có phải không Cảnh? Mỹ Cần có vẻ mơ màng. Cảnh gật đầu xác nhận: đúng vậy. Mà này, con rùa trong tứ linh là linh quy, rùa thiên đó. Mai rùa đen mung và ứng xanh vẫn là thứ ngọc quý. Rùa trong thần thoại truyền kỳ có thiếu đâu nào. Rùa ở Hồ Hoàng Kiếm đã tặng gươm cho vua Lê Thái Tổ đi diệt Minh phục quốc. Xa hơn nữa, rùa trên Hoàng Hà nổi lên với cái mai vạch nên quẻ dịch. Lại còn thần kim quy dâng móng cho An Dương Vương trừ yêu quái để xây Cổ Loa Thành. Mỹ Cần giữ giọng niềm nở: hôm nào rảnh, Liên Hương đưa anh Lưu Dũng đến xem tranh theo hình tứ linh, rồng chầu trái bảo châu, kỳ lân giỡn trái tú cầu, rùa cổng bia văn, phụng ngậm sau chuỗi ngọc. Vừa lúc ấy Phương Tần từ trong nhà bước ra. Kỳ lạ, Lưu Dũng trạc một tuổi với Phương Tần, nhưng vẻ thanh cao thuần hậu của nàng khiến chàng phải kính nể. Chàng tươi cười: nãy giờ chắc chị phải hầu trà cho khách. Phương Tần bảo: em phỉ mệt nằm trong phòng, Diễm Lan và Cần thì tiếp chuyện với Liên Hương, không có tôi thì ai lo việc đó. Nhưng mà nè, bác gái muốn tìm anh và Liên Hương để sửa soạn ra về, bà cụ chỉ sợ đến giờ giới nghiêm. Liên Hương từ bao lâu ao ước anh mình được kết hôn với Phương Tần. Nay nàng thấy chàng quấn quýt Diễm Lan và Mỹ Cần nên tỏ vẻ không mấy hưởng ứng. Hai con bé kia đâu đủ phong độ làm chị dâu nàng, tuy rằng nàng mến cả hai. Cả sáu bạn trẻ kéo về trung đường. Ông nội đã rút lui để cho nhóm phụ nữ trò chuyện thông thả. Bà giáo Sang vừa thấy Diễm Lan và Mỹ Cần liền hớn hở bảo má: Liên Hương có vẻ thân thiết với hai đứa con bà chị lắm đó. Chúng nó gặp nhau là bàn chuyện tào lao như bắp rang pháo nổ. Bấy lâu nay tuy chưa gặp cô ấp út lẫn cô út nhà này, nhưng tôi cũng tính nếu có dịp là sẽ đến viếng ngay. Diễm Lan cười bảo: tiếc quá, hôm nay bác chưa biết mặt chị Phỉ của cháu. Bà giáo Sang bảo: bác đã thấy cô ấy hát trên sân khấu nhà trường. Bà chị có phước quá, sanh toàn là gái xinh đẹp mỹ miều, mỗi cô một vẻ. Thật tình trong bụng, bà giáo Sang chấm Phương Tần. Nhưng mới nãy má cho biết Phương Tần đã có chỗ, nên bà quay qua Diễm Lăng và Mỹ Cần. Bà không chấm Lệ Phỉ vì bà không ưa kẻ thích ca hát. Đầu óc bà hằng tim nhiễm thành kiến sướng ca vô loài. Bà giáo Sang đứng dậy cáo từ và dặn dò: tuần tới nếu có rảnh xin chị ghé vườn nhà tôi chơi, ở đó ăn cơm rồi chiều mát hãy về. Má niềm nở: thế nào em cũng đến viếng nhà chị. Nhưng em chỉ dắt hai con em đến thôi, để hai con chị trông coi nhà cửa và phục dịch ông bà. Lưu Dũng bảo Cảnh: mày nhớ thắp tùng theo luôn. Rồi Lưu Dũng xoay qua bảo má: thưa bác, cháu không hiểu sao ngoài đời thằng này lừng khừng, vậy mà khi học nó lại xuất sắc mới kỳ chứ. Má đỡ lời: có lẽ Cảnh hơi nhút nhát. Lưu Dũng vỗ tay: dạ đúng vậy, nó kém phần ngoại giao nhưng có óc tổ chức. Giao cho nó việc gì là tin chắc việc đó sẽ hoàn hảo như ý. Má mỉm cười hỏi: còn cháu thì sao? Lưu Dũng cười: cháu xin nhường lời nhận xét cho chị Tần và thằng Cảnh. Bao giờ cháu cũng chủ quan, coi mình ưu tú, đặc sắc. Cảnh nói: tuy mê ca hát ham đùa giỡn, nhưng Lưu Dũng học khá trên trung bình, giỏi nhất các môn văn chương. Liên Hương phụ họa: thưa bác, anh Dũng của cháu được các cô mê vì khi lên sân khấu anh là kép hùng. Nhưng nếu các cô biết rằng anh lười biếng, ưa đùm việc nhà cho các em gái, lại ngủ ưa ngái vang như sấm, là các cô chạy xa ít nhất cũng 10 cây số. Mọi người đều cười vang. Ba mẹ con bà giáo Sang thả bộ đến đầu cầu mang cá để đón xe lôi về nhà. Bà hỏi cậu con trai cưng: trong mấy đứa con gái mày ưng đứa nào? Lưu Dũng nói: con thích hai con em. Bà mẹ bảo: con thích ai là má cưới cho con liền, nhưng con đừng tham lam quá, phải chọn một con thôi. Lưu Dũng gãi đầu: biết bỏ ai chọn ai bây giờ, hoặc là con cưới cả hai, hoặc là con phủi hết. Liên Hương tức mình: anh làm như mình là của báo nhà trời vậy á, muốn lấy ai là lấy, muốn phủi ai là phủi ngon ơ. Lưu Dũng cười vang. Liên Hương quýt anh, tức mình vì anh nàng không tỏ vẻ gì tha thiết đến Phương Tần. Từ bấy lâu nay nàng vẫn tưởng Cảnh là anh họ của bốn chị em Phương Tần. Ở nhà, má chỉ mâm trà bánh bảo các con:
bà giáo Sang tặng đó. Con Cần chưa chia mà nổi tiếng nhờ cái tật ưa nói hổn. Một hộp trà ô long, một hộp trà thiết quan âm, ba phong bánh in hiệu quê phong bọc giấy kiến trong suốt, hai phong bánh đậu xanh, toàn là phẩm vật thượng hảo hạng. Má chất trà bánh lên bàn thờ Phật trước khi rút lui xuống nhà sau. Thiểm Sáu nếp thang và Sập Chì đã có mặt ở bàn tròn với Lệ Phỉ. Vừa khi ba chị em cùng má đến, Lệ Phỉ bảo: "Bà giáo chỉ có một thằng con trai thôi mà bà đi khắp tỉnh tìm dâu. Bà ta tưởng đâu con của bà quý lắm vậy." Má không bằng lòng: "Sao con lại có lời thô lời ác đó vậy? Hôm nay mẹ con bà ta muốn thăm Mỹ Cần đó." Lệ Phỉ biểu môi: "Thì bà ta phải mượn cớ này cớ nọ để tìm việc đi xem mặt nàng dâu chứ. Cái thằng Lưu Dũng kia cứ càng ngơ càng ngất luôn, chắc suốt đời khó có thể lớn khôn nổi." Má thét cắt ngang lời: "Lệ Phỉ!" Lệ Phỉ im bặt. Sập Dì nhỏ nhẹ: "Anh Lưu Dũng khi lên sân khấu đầy phong độ hùng tráng." Mỹ Cần lạnh lùng: "Bởi anh ấy nghịch ngợm nên chị Phỉ ghét. Có bữa nọ anh đi ngang qua lớp đệ lục A của chị Phỉ, mấy chị trong lớp trong đó có chị Phỉ xăm xì to nhỏ rồi cười phá lên trêu tức anh ấy. Nhưng Lưu Dũng đâu phải vừa, giả bộ hỏi: "Thưa quý cô, đây có phải là nhà dưỡng lão không vậy?" Má nghiêm giọng: "Mỹ Cần, con không được nói thêm tiếng nào nữa." Sập Dì và Diễm Lăng không sao nín cười nổi. Diễm Lăng thừa biết Lệ Phỉ tức Lưu Dũng vì mọi nam sinh trong trường tỏ ra ngưỡng mộ tài sắc Lệ Phỉ, trong khi Lưu Dũng cứ tỉnh bơ. Thiểm Sáu nếp thang nói theo ý mình: "Được một chàng rể như cái cậu đó thì còn đòi hỏi gì nữa." Trong lúc ba cô em vừa ngồi thiêu vừa trò chuyện, Phương Tần bỏ vào bếp. Tối nay Mỹ Cần không hầu trà ông nội vì ông nội mệt cần nghỉ ngơi. Nàng đem bột nếp ra nhồi và quả quyết gói bánh ít để ngày mai bà nội cúng chùa tạ ơn Phật độ trì cho Mỹ Cần khỏi phải đuổi học. Nhân dừa nhân đậu đã làm xong, chỉ cần lồng nhân vô bột rồi gói trong lớp lá chuối thoa dầu dừa bóng loáng. Gói bánh xong là nàng có thể ngủ yên, sáng bé thức dậy hấp bánh cũng không muộn. Nhưng không lo, bà nội chỉ ngủ được từ đầu đêm cho tới cuối canh ba, bà thức dậy sẽ nổi lửa hấp bánh. Vừa làm bánh, Phương Tần vừa suy nghĩ. Từ bấy lâu nay nàng cưng chiều ba cô em, vì trong thâm tâm nàng nghĩ rằng tụi nó còn nhỏ, sự suy nghĩ chưa chín chắn. Nàng chăm sóc các em, ít khi sai bảo chúng gánh vác mọi việc trong nhà. Phương Tần có cảm tưởng mình tập dần tinh thần tự lập để mai sau có đủ nghị lực vào đời. Đang lúc Phương Tần loay hoay lồng nhân vào lớp bột nếp trắng mịn thì Cảnh kéo dép lệch sệt xuống bếp. Phương Tần hỏi: "Anh cần cái gì?" "Cần chút nước nóng pha trà." Chàng nhìn Phương Tần ái ngại: "Sao Tần không kêu Phỉ Lăng và Cần phụ Tần một tay?" "Mà thôi, để anh nấu nước pha trà xong sẽ giúp em một tay." Phương Tần mỉm cười: "Thôi đi ông tướng, bà nội thấy anh chui vô bếp là anh sẽ bị quở. Theo bà, bếp núc là chỗ dành cho đàn bà con gái." Cảnh vừa nhóm lửa vừa đặt ấm nước lên bếp, cười vui vẻ: "Tần khỏi lo, bà đang ngủ rồi." Chàng nhìn Phương Tần, mắt rực rỡ ánh reo vui, rồi cười bâng quơ. Lúc nào cũng vậy, gặp Cảnh là người đối diện có cảm tưởng được tắm trong dòng suối rực rỡ ánh nắng qua ánh mắt và cái nhìn ấy. Phương Tần bảo: "Được rồi, nếu anh muốn thì lau hộ những tấm lá chuối cho em đi, rồi em sẽ chỉ anh gói bánh. Cái nào anh gói khéo sẽ đem cúng chùa, cái nào gói dụng thì để dành cho anh ăn. Mỗi cái bánh gói phải có hình kim tự tháp mới đẹp." Cảnh nhìn Phương Tần: "Thế nào anh cũng gói nhiều cái bánh thật dụng, phen này chắc anh sẽ bội thực mất." Chương 10. Vào khoảng cuối năm 1948, chàng học sinh trung học Trần Văn Ơn biểu tình đòi thực dân trả tự do cho Việt Nam bị cảnh sát bắn chết. Phong trào làm reo bãi khóa bắt đầu lan rộng trên toàn quốc. Lúc đó Cảnh và Phương Tần mới vào trường trung học vừa được thành lập tại tỉnh Vĩnh Long. Hai lớp đệ nhất niên trường cao tiểu cũng rục rịch hưởng ứng phong trào đó. Ông hiệu trưởng bèn mở một cuộc hội thảo với học sinh bằng giọng đượm đầy nước mắt. Ông nói: "Nhà học chánh đâu có muốn mở trường trung học ở tỉnh Vĩnh Long mình. Tôi vốn là thanh tra ti tiểu học, không đành lòng khi thấy các em học sinh nghèo nhưng hiếu học, chỉ học tới tiểu học rồi thôi, vì đâu có đủ tiền qua Cần Thơ hay Mỹ Tho học tiếp chương trình trung học, nên tôi mới mở hai lớp đầu tiên trường cao tiểu này.
Nay nếu các trò bãi khóa, trường cao tiểu sẽ bị đóng luôn thì tội nghiệp cho các học trò nghèo đó. Nếu trò nào cảm thấy đây là trường của bọn thực dân nhằm đào tạo và nhồi sọ thiếu niên thì cứ nghỉ học, đi theo lý tưởng của mình. Nhưng xin đừng sách động, làm liên lụy tới bạn bè mình. Các trò hãy nhìn hai gian lớp lá này đi. Văn phòng trước kia là cái nhà xác, nay được tu bổ lại. Trường mình nghèo lắm, tôi phải cắt đặt gói ghém mới có đủ ngân khoản trả tiền cho giáo sư, giám thị, nhân viên. Sang năm các trò lên lớp đệ nhị niên, tôi sẽ mở thêm cuộc thi tuyển học sinh vào lớp đệ nhất niên. Nếu vì một lý do nào đó các trò bãi khóa thì chương trình mở 8 lớp từ đệ nhất niên cho tới đệ tứ niên kể như gãi đổ. Các trò sẽ làm hại cả một thế hệ thiếu niên. Vào được trường cao tiểu, học sinh kể như được chòm xóm láng giềng kính nể. Cha mẹ hãnh diện lây, nhân phẩm họ được tôn trọng, vì hồi ở tiểu học họ có thể bị thầy cô đánh hoặc khẽ bằng thước tay. Lên trung học, học sinh được xem như là đã trưởng thành. Nếu họ có lỗi thì sẽ bị giáo sư hay giám thị phạt cấm túc, bị điểm hạnh kiểm xấu mà thôi. Do đó học sinh có cảm tình với ông hiệu trưởng và không khí ngôi trường cao tiểu, nên vụ bãi khóa làm reo về cái chết của Trần Văn Ân ở Sài Gòn không xảy ra. Cảnh nhận thấy phong trào chống Pháp thật cao quý, nhưng khi nghe lời ông nội, chàng vẫn không thấy chướng, vì chàng thông cảm nỗi lòng người cha đau khổ vì đứa con bị quản thúc, không biết sống chết ra sao. Chàng cũng biết cảm thông thái độ của những người gác bỏ sự sung sướng lẫn tiện nghi vật chất để vào bưng biền theo phe chống Pháp. Ở trường, chàng đã được học thơ văn ái quốc của Nguyễn Đình Chiểu, Phan Văn Trị, Huỳnh Mẫn Đạt, Phan Bội Châu. Thì vào lúc này chàng đọc loại tiểu thuyết ngợi ca phong trào kháng Pháp qua các bình phong kháng Nhật như Nửa Bộ Xương Khô của Vũ Anh Khanh, Người Yêu Nước của Thẩm Thệ Hà, Sương Gió Biên Thùy của Lý Văn Sâm, Nguồn Lửa Hận của Liên Chớp, Tranh Đấu của Dương Tử Giang, thật ngọt ngào thống khoái. Các nhà văn này chưa biết chiến khu bưng biền ra sao mà vẫn sáng tác những cuốn tiểu thuyết phiêu lưu theo óc tưởng tượng của họ. Lồng vào trong đó là những mối tình thật cao thượng, thật lãng mạn. Chẳng trách học sinh thanh niên nườm nượp bỏ nhà đi khu, nhưng rồi 80% chịu không nổi các cuộc ruồng bố của Tây, cùng mũi mòng, đĩa vắt, bệnh sốt rét lại trở về thành. Phương Tần không có ý kiến gì về phong trào bồng bột của thanh thiếu niên vào buổi giao thời đó. Nàng không ưa không ghét Việt Minh, vì nàng mang máng nghĩ rằng họ có lý tưởng thật đó. Nhưng vốn chốt chuyện thời cuộc chính trị lại nhằm lứa tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, nàng vẫn thấy tâm tư mình còn ê ẩm về các vụ vào năm 1945. Lại nữa, ba còn bị họ giam giữ thì làm sao nàng có thể cảm tình với họ cho được. Trong sớm, bọn công tác thành cứ lén lút vào ra. Đầu sớm là căn cứ quân sự của lính Lê Dương cùng hai nhà thổ đĩ dành cho lính. Con lộ đá từ cầu Mang Cá chạy tới trước cửa nhà ông nội phải băng qua hai nơi đó. Bởi vậy khúc lộ từ nhà thổ đĩ và căn cứ quân sự cứ vào giờ giới nghiêm bị chặn ở hai đầu bởi một tấm vách đan bằng dây kẽm gai, có lính gác cẩn thận. Vậy mà công tác thành từ các mé vườn quan, từ các sở rẫy vẫn lén lút vào sớm. Một buổi sáng Chủ nhật, khúc lộ từ cầu Mang Cá đưa về vùng Đình Khao, Cái Sơn Lớn có tin rằng bọn lính Lê Dương mở cuộc ruồng bố, bắn chết 4 anh công tác thành, bỏ thay họ nằm sóng xoài trên con lộ đá. Cũng vào ngày hôm đó, Thanh Tịnh đến tìm Diễm Lăng khóc kể: "Anh Quân bị bắn chết ở Cái Sơn Lớn rồi Lăng ơi." Diễm Lăng ôm chặt lấy Thanh Tịnh cùng khóc với bạn. Và rồi cô gái lén lút theo gia đình ông Bách xuống Cái Sơn vào lúc xế, để cùng dân làng kéo thi thể 4 kẻ bạc mệnh chôn trong vườn chùa và làm lễ cầu siêu luôn. Không, Diễm Lăng không nghĩ đó là 4 kẻ siêu mưu làm loạn như lời ông nội bảo. Nàng chỉ thấy cái chết của họ thảm thương quá, gia đình của nạn nhân đau khổ quá, lòng nàng không thể nào đóng bít trước tiếng khóc thê thảm của họ. Khi về nhà, Diễm Lăng không giấu giếm với mọi người trong nhà về việc tham dự lễ ma chay kia. Ông nội chỉ mắng nàng cho có lệ. Trong khi đó, má chỉ ôm tồn bảo: "Bận sao đừng như thế nữa, thôi con đi tắm cho khỏe." Phương Tần chớp cặp mắt trong ướt bảo: "Để chị nấu cháo cá cho Lăng ăn, tội nghiệp cho cái con khờ này, nó khóc sưng cả mắt." Mỹ Cần pha nước ấm ân cần mời chị tắm. Riêng Cảnh không nói không rằng tặng cho Diễm Lăng một cái tập trăm trang vẽ đầy những mẫu hoa để dành thêu.
Cảnh thường kiếm đủ cách để chiều chuộng bốn chị em, không thiên vị cô nào. Khi nào chàng muốn cho cô nào một món gì đó, chàng đợi dịp cô đó làm việc gì tốt đẹp để chàng ban thưởng. Quà cho cô này không giống quà cho cô khác. Tháng rồi chàng tặng Mỹ Cần một bó hoa làm bằng giấy. Đó là những bông hồng cúc cẩm chướng mà chàng làm để giáo sư dạy thủ công trong lớp chấm điểm. Lá thì làm bằng giấy, lại có những chiếc lá ngọc lan, hoàng lan mà chàng vùi vào bùn ẩm suốt 7 hôm rồi tẩy hết thịt lá. Lá chỉ còn gân trắng đang chằng chịt như lưới nhện, để Cảnh đem nhuộm phẩm màu lục biếc rất đẹp. Khi cho cô nào món quà, Cảnh chỉ nói gọn: "Cho em đó." Câu nói quá ngắn và đơn giản, nhưng mắt Cảnh nói rất nhiều. Tia rạo rực trong mắt như chói lên, cùng với nét mỉm cười thật ấm áp và hiền hậu. Công tác Thành cứ lén lút về sớm luôn. Có lần họ lãng vãng bên xóm Cầu Lầu, gần chùa Giác Thiên. Bọn nín tập hay được vào sớm, mượn cớ truy lùng địch, rồi vơ vét của cải và xúc lúa của dân chúng trong xóm. Chiến tranh vốn tàn nhẫn, hai bên như cá mập cá xà choảng nhau, dân chúng như tôm tép, như cá lòng tông lục chốt ở giữa bị mang quạ. Mỗi khi có Công tác Thành xuất hiện trong xóm, dân trong xóm sợ xanh mặt, vì nếu bọn lính Lê Dương hay được sẽ bắn bừa vào xóm. Có một lần bọn Lê Dương bắt được một cán bộ Việt Minh ở cầu kè. Đang lúc chúng lây quay tìm dây trói thì người cán bộ dùng thế võ bình định đấm nhào hai thằng bắt giữ mình, rồi chui vào đám dừa nước. Bọn lính Lê Dương không dám chui vào xẻo lá tối trời kia, cứ bắn bừa vào đó, làm thiệt mạng hai mẹ con người đàn bà đi mò ốc. Người cán bộ cũng thiệt mạng sau khi lết tới cầu Gián, bắt qua hai bờ lạch nước. Từ đó bọn lính Lê Dương hễ bắt được tên Công tác Thành nào là bắn liền tại trận. Một buổi tối lập đông, khi Cảnh rút lên căn gác thì có tiếng súng nổ lẻ tẻ trong xóm. Ông nội réo Cảnh xuống nhà trệt để tránh lằn tên mũi đạn. Chàng vừa xuống tới bậc thang đầu là súng nổ vang dội và có tiếng xe lính tuần tiểu trên con lộ trước nhà. Dưới sông giang thuyền tuần tiểu chảy ào ào, sóng dồn vào chân cầu lách tách giao giạt. Ánh đèn pha quét vào nhà ửng sáng ở các khe cửa lá sách. Rồi súng im, cả nhà trỗi dậy xúm xích ngồi trên bộ ván gõ bàn tán. Đêm đó hai mẹ con Thím Sáu cùng hai chị thợ chầm ngủ trong kho lúa rộng thênh thang từ lâu bỏ trống. Lệ Phỉ ngồi gần bà nội rung lập cập, còn ông nội ngã đầu dựa vào cột nhà, quàng tay lên vai Mỹ Cần bảo Cảnh: "Đêm nay cháu ngủ trên chiếc đi văn áp cầu thang này đi." Cảnh dạ một tiếng gọn rồi đi về phía lu khạp bồn ảng múc nước rửa mặt. Bỗng chàng ngó ra phía ngoài, hỏi vừa đủ nghe: "Ai đó?" Bên ngoài có tiếng lợp cợp về phía cửa hông nhà. Mọi người đưa mắt nhìn nhau muốn nghẹt thở. Bỗng có tiếng gian dĩ: "Làm ơn mở cửa cho tôi vô, bọn tay cùng bọn lính tập sắp mở cuộc bố ráp sớm nay." Ông nội bảo Cảnh mày nhíu lại: "Không nên mở, nếu cứu họ mình sẽ bị liên lụy." Cảnh ngần ngừ nhìn ông nội vừa thất vọng vừa gian lơn. Diệm Lăng chỉ chắp tay khấn: "Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát." Rồi im bặt. Tiếng vang lên bên ngoài thống thiết hơn: "Xin cứu tôi làm phước." Diễm Lăng chịu đựng hết nổi, nắm chặt lấy tay Phương Tần, mặt má nhợt nhạt. Má hỏi cha mẹ chồng: "Thưa thầy má, con phải làm sao bây giờ?" Ông nội cười gằn: "Con quên rằng chồng con lúc này bị họ cầm tù sao?" Diễm Lăng mím đôi môi cong và ửng hồng: "Tội nghiệp người ta, nội à." Mỹ Cần cũng mím môi rồi lấy vẻ cương quyết dùng khỏi tay ông nội: "Để cháu mở cửa." Bà nội thẳng thốt: "Mỹ Cần, cháu điên hay sao?" Mỹ Cần mắt sáng như thích thú điều mình vừa khám phá: "Nếu tụi lính Tây bắt ông ta ở đây, họ sẽ vào nhà này hạch hỏi, điều tra lôi thôi." Mọi người ồ lên ra vẻ hãi hùng. Mỹ Cần chỉ về phía sàn nước: "Giấu ông ta ở dưới sàn nước. Khi có tàu tuần tiểu đi qua, ông ta núp sau cột chân sàn. Mình trầm xuống nước, chỉ ló đầu lên cũng được." Khi Cảnh vào nhà, thì chừng 15 phút sau, lính gõ cửa xét nhà. Chúng rọi đèn bấm khắp nơi, rồi đi rảo chung quanh và xét luôn lẫm lúa. Sau đó lính tuần tiểu ra xe rút lui. Phải đợi xe tuần tiểu khua động về phía cầu sắt bắc qua thành phố, Cảnh bảo ông nội: "Thưa ông, để cháu mời ông ta vô nhà." Ông nội hỏi: "Cháu không sợ lính tuần tiểu trở lại sao?" "Thường thì chúng chỉ xét nhà một lần, nhưng nếu có gì thay đổi thì cháu sẽ mở cửa bếp, ông ta sẽ chui ra đám dừa nước." Khách lạ vào nhà với mình mấy ướt nước, Cảnh dắt ông ta lên gác, lấy quần áo ngủ của mình cho ông ta mặc.
Ánh đèn hoa kỳ soi rõ khuôn mặt khắc khổ của ông ta. Cầm ông ta mọc râu lúng phúng, càng làm lộ nét phong sương. Ông ta cảm ơn cảnh, rồi cởi bộ quần áo ướt sũng ra, mặc quần áo khô vào. Chàng đưa ông ta xuống gác. Ông ta cảm ơn mọi người trong nhà, lời nói thật ôn nhu lễ phép. Ông nội đổi quạo làm vui, lấy thuốc ra mời ông ta hút. Khách lạ không hề khách sáo, điềm tĩnh dấn thuốc vào giấy quyến rồi châm lửa hút. Ông ta ngần ngại: chắc hai cụ và bà cùng các cô cậu đây chưa biết tôi là ai. Má khoát tay, cố kềm giọng sôi nổi: ông đừng ngại ngùng gì cả, chúng tôi không cần và cũng không muốn biết ông là ai, nhưng cứu người là bổn phận của chúng tôi. Khách lạ muốn nói thêm điều gì nữa nhưng lại thôi. Trong lúc cảnh giặt quần áo cho khách thì Phương Tần và Diễm Lăng quạt than đỏ, cho than vào bàn ủi để sấy cho quần áo mau khô và thẳng nếp. Má ân cần thưa ông nội bà nội đi ngủ. Khi ông nội rút lui lên trung đường thì Lệ Phỉ năn nỉ bà nội cho phép nàng đêm nay ngủ chung với bà. Bà nội phì cười: tại sao tối nay cháu trở trứng vậy? Lệ Phỉ mắt chớp chớp như cánh bướm non: buồng của chị em cháu sát sân gạch, cháu sợ có kẻ lẫn quẩn ở sân gạch rồi thì... Nàng im mặt, mặt đỏ lên. Tuy không hiểu thủng ý cháu, nhưng bà nội bảo: ừ, tối nay cháu cứ ngủ chung với bà, nhưng cấm ngáy đó nghe. Mỹ Cần bảo má: vào lối 6 giờ sáng mai, ông khách đây có thể giả bộ bán bánh mì, giác bao bột đựng chừng 2 ổ bánh là có thể đi nơi khác. Cảnh tia mắt thóm vẻ dịu cợt: cứ vào rẫy rồi đi vào tuốt trong vườn tiện hơn. Được cái là đây lọt vào vùng nửa chợ nửa quê, chỉ có mấy bước là vào miệt ngọn rạch rồi. Ông khách mỉm cười gật đầu: xin cảm ơn cả nhà, lời bàn của cậu đây thật hợp lý. Má hỏi cảnh: thôi cảnh cũng nên ngủ cho khỏe để thím thức cho. Diễm Lăng hớn hở, đôi má ửng hay hay: ai muốn thức thì thức, ai muốn ngủ thì ngủ, ngày mai là chủ nhật lo gì. Riêng con muốn mời ông khách đây dùng cháo cho đỡ mệt. Ông khách nói: từ sáng tới giờ tôi chưa có ăn một hộp cơm. Má mỉm cười thật hiền dịu: như vậy thì lời đề nghị của Diễm Lăng thật đúng lúc, hợp thời. Diễm Lăng phóng xuống bếp, quên mang theo cây đèn búp măng. Lệ Phỉ tuy lười lĩnh nhưng thấy thế liền đem cây đèn cho em sửa soạn bữa ăn. Điều làm cho Diễm Lăng xúc động là mặt ông khách lạ, hào hào giống mặt một người lính vệ quốc bị bắn chết năm ngoái khi tấn công vào đồn Bót ở Cái Sơn Bé. Toán lính trong đồn phản công ráo riết, làm toán lính vệ quốc phải rút lui, bỏ lại một xác chết bên bờ rào kẽm gai. Lính tập treo xác chết giữa hai cây giá tị hai bên lề đường cách đồn Bót khá xa. Dân dùng quanh đồn xúm lại xem. Diễm Lăng cũng đến đó vì hiếu kỳ. Mặt người lính vệ quốc lúc chết rất thanh thản, râu quanh miệng mọc đen, môi hé mở, mí mắt khép hờ. Nàng xúc động mà không dám khóc, não cân căng thẳng. Vào thời loạn lạc, cái chết như phủ văng khắp nẻo đường đất nước. Đâu phải chỉ có bọn lính Lê Dương, lính tập giết người. Bọn công tác thành cũng đã giết rất nhiều người mà cho rằng đó là những kẻ làm chó săn cho giặc Pháp. Có lần Diễm Lăng và Mỹ Cần qua cù lao An Thành thăm vợ chồng chú Sáu Nếp Thang và Sập Dì. Chuyến về bằng xuồng ba lá, cả hai gặp một thi thể thả trôi sông. Chú Sáu bơi đầu mũi xuồng la lớn: thấy ma đàn bà, bận quần lãnh cặp lưng màu cánh sen. Người bơi lái là chú Ba Nhậm, em vợ chú Sáu Nếp Thang vỗ tay cười: hơ, để đó tôi, mất mát đi đâu mà sợ. Thế là sau khi đưa hai chị em về nhà, chú Ba Nhậm trở lại vớt thây ma lên, lột chiếc quần lãnh, lột luôn chiếc áo túi màu đọt chuối, tháo hết đôi bông tai bằng vàng và chiếc vòng đeo tay bằng đồng ra. Tuy nhiên chú lấy chiếc chiếu rách, bỏ thây ma đem chôn ở chốn bãi hoang. Sau khi nhang đèn khấn vái linh hồn kẻ gặp cảnh rơi châu vùi ngọc chìm thoa, vái rằng: bớ cô Bạc Phước, cô có sống khôn thác thiên phù hộ cho vợ chồng tôi được bình an mạnh giỏi. Tôi xin bộ di cánh của cô trước khi an táng cô mộ yên mã đẹp. Xin cô chớ hiện hồn đòi lại, tội nghiệp lắm cô ơi. Vợ tôi chỉ còn có cái quần vải ú rách te tua với cái áo vải ta đầy rận. Đó, chiến tranh quái gở như vậy. Từ năm 1946 đến 1948, bốn chị em đều mặc vải ta, một thứ vải thô, sợi to, dệt bằng khung cửi, rận chui vào lai áo và đường chỉ may mà làm ổ, đẻ trứng. Có người đổ thừa là vào khoảng năm đó, vì nước sông ngòi miền Nam bị ô uế, nhiễm độc bởi thây ma,
mà mọi người kêu là thằng chổng. Song song với rận rệp, bốn chị em cùng cả nhà đều vướng ghẻ ngứa, ghẻ hờm. Ở đâu ai cũng có thể gãi. Lúc đầu là một chấm nhỏ soi thủng lớp da ngoài, gây cơn ngứa ngáy khó chịu. Càng gãi càng sướng tay, một ghẻ đổ nước vàng, lan tới đâu ghẻ lây tới đó. Rận cắn đã ngứa, ghẻ hành càng ngứa hơn. Má phải bỏ quần áo vào cái thùng thiết, nấu với xà bông đen để giết rận non và trứng rận. Sau đó má mua diêm xanh ngâm với nước lã, thoa vào da bị ghẻ. Từ đó bốn chị em và cả nhà mới được yên. Diễm Lăng thấy còn chút ít dầu phộng, liền chiên cơm với trứng vịt. Nàng bưng dĩa cơm và chai xì dầu lên, ân cần mời khách. Khách cảm ơn rồi vô lấy dĩa cơm nhai nuốt ngon lành. Phương Tần pha cho ông ta một ly trà Huế. Má nói: "Nếu ông còn đói tôi sẽ nấu thêm cháo." Ông khách lắc đầu rưng rưng nước mắt. Má sai Mỹ Cần mở thạp lấy chuối khô mời ông ta. Ông khách than thở: "Không ngờ hôm nay một gia đình quý tộc cứu tôi. Ông cụ nhà này là ông Quyển Toàn, nếu tôi không lầm." Má nói: "Trước khi sắp hưu trí, ông nội các cháu thăng lên chức tri phủ." "Thưa bà, còn ông nhà đâu?" Má ngần ngừ một lát rồi nói: "Ba cháu làm việc ở Sài Gòn. À thôi, để tôi đi sắp cho một ít thức ăn dành cho ngày mai." Má kiếm một bao tải, bỏ vào đó một nải chuối xiêm, một ổ bánh mì. Má nghẹn ngào vì vừa buồn tủi vừa giận. Xong lòng má bỗng dịu đi với niềm an ủi êm đềm. Cô con áp út của má đúng là một nàng tiên, hiền lành tốt bụng. Còn cô út chưa chi đã chớm lộ tài thông minh quyền biến rồi. Hai cô em không đẹp hơn hai cô chị, mà khi làm việc gì cũng nổi bật lên. Hơn thế nữa, người rể tương lai của má cũng thông minh chín chắn, lòng nhân đạo có thừa. Ở căn phòng phía tây, Lệ Phỉ thỏ thẻ bảo bà nội: "Anh Cảnh cùng con Lăng con Cần ưa việc tào lao, rủi ông khách là kẻ cướp của giết người thì sao đây?" Bà nội mở hộp thuốc cửu long hoàng uống với trà, lộ vẻ trầm ngâm: "Thầy kệ tụi nó. Tụi nó ăn ở tử tế với mọi người, biết đâu sẽ gây đức cho ba cháu. Trong khi trôi nổi ở phương xa, biết đâu ba cháu sẽ được nhiều người yêu mến giúp đỡ." Hết chuyện.